Anh thui ra để cho thế anh đi lốt vòng. Clip năm mới. Đẹp thế, đẹp sáng lắm. Bay mạnh ạ. Hôm qua về để ý chân bác Hải toàn chạm đất. Bây giờ đến chân Thế Anh lại chạm đất rồi. Đạp được xuống đất không? Được. Quá đẹp luôn. Từ đầu đông này bắt đầu có cái buổi nắng này. Trời hai mắt rồi. Ra mắt ngoài. Cao Thế Anh. Chó giờ tiên nữa, chó giờ ăn là to quá. Anh hôm trước anh bảo cho em đâu rồi? Anh vẫn ở nhà. Mùa đông không lạnh. Xuống 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 xuống